Hiện nay cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu vật chất phục vụ sinh hoạt của con người cũng theo đó tăng lên nhanh chóng. Trong quá trình sinh hoạt, con người đã trực tiếp thải ra môi trường các loại rác thải. Đây là một trong những nguyên nhân làm suy thoái môi trường và đe dọa trực tiếp tới cuộc sống sinh hoạt, sức khỏe và sự phát triển bền vững của chính con người. Trong sinh hoạt hàng ngày, lượng rác thải thải ra môi trường có rác thải thông thường và rác thải nguy hại. Riêng với rác thải nguy hại, đây là những loại rác thải khó phân hủy trong môi trường tự nhiên và trực tiếp gây ô nhiễm môi trường đất, môi trường nước và môi trường không khí. Các loại rác thải sinh hoạt nguy hại thông thường gồm các loại túi ni lông, đồ nhựa, đồ thủy tinh, sành, sứ và vật liệu xây dựng phế thải. Khi thải ra môi trường, những loại rác thải này tồn tại hàng trăm, thậm chí tới vài trăm năm mới có thể tự phân hủy. Còn khi dùng các biện pháp xử lý thủ công như đốt, chuồn nấp thì gây ô nhiễm không khí với các chất độc hại, lỗi. Ảnh hưởng tới sức khỏe con người như CO2, NH3. Hiện nay tại tỉnh ta, các loại rác thải sinh hoạt nguy hại chủ yếu vẫn là túi ni lông. Với trên 260.000 hộ dân, bình quân mỗi tháng, người dân trong tỉnh sử dụng trên 2 triệu túi ni lông, tương đương với 400 tấn ni lông trên một tháng. Do sự tiện dụng và giá thành thấp nên túi ni lông đã trở thành vận dụng không thể thiếu trong cuộc sống sinh hoạt của con người. Trong khi đó, phần lớn người dân khi sử dụng túi ni lông đã không ý thức được tác hại của loại vật dụng này. Ngay từ khâu sản xuất, túi ni lông đã phải sử dụng nguyên liệu đầu vào là dầu mỏ và khí đốt. Và các chất phụ gia chủ yếu được sử dụng là chất hóa dẻo, kim loại nặng, phẩm màu. Là những chất cực kỳ nguy hiểm tới sức khỏe và môi trường sống của con người. Do đó, khi lạm dụng sử dụng túi ni lông sẽ gây nên những tác động tiêu cực tới môi trường và sức khỏe của con người. Để hạn chế tác hại của rác thải sinh hoạt nguy hại, đòi hỏi các ngành chức năng cần thiết thực tốt hơn nữa công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó, mỗi người dân, mỗi gia đình nên ưu tiên sử dụng các loại vật dụng thân thiện với môi trường. Đồng thời cần hình thành thói quen bỏ rác đúng quy định và phân loại rác từ hộ gia đình để thuận tiện cho quá trình thu gom, xử lý. Trao đổi hàng hóa của người dân trên địa bàn.